Hôm trước mình xem video có mấy người nước ngoài họ vắt chanh vào dưa hấu xong họ ăn. Xong thì cái biểu cảm của họ kiểu rất là ngon và cũng rất là ngạc nhiên. Cho nên hôm nay mình cũng ăn thử xem nó thế nào. Ở đây thì mình sử dụng chanh vàng tại vì mình xem trên video họ cũng sử dụng chanh vàng. Ok, bây giờ thì mình sẽ vắt chanh vào. Xin mời mọi người nha. Ăn lạ ghê. Ăn nó kiểu gì mình chưa hình dung ra được. Để vắt thêm chanh vào đây. Cái kiểu ăn như này mình thấy nó cũng hay hay. Chắc là tại mình vắt nhiều chanh ấy. Nhưng mà khi mới ăn mình thấy nó rất chua. Giống như kiểu mình đang ăn một quả cam bị xanh ấy. Nhưng mà khác cái là cam xanh thì nó sẽ chua từ đầu đến cuối. Còn cái này thì ăn một lúc sau thì nó sẽ lại có cái vị ngọt của dưa hấu. Mình nghĩ là vắt một ít vào thôi, cho nó hơi chua chua thôi thì ăn sẽ ngon hơn. Tóm lại thì cá nhân mình thấy là ăn nó cũng hay hay. Nó như kiểu là dưa hấu chấm muối. Nó kiểu kích thích vị giác một chút.